cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Mập mạp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân sẽ đột sắc cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước Trấn Thành cùng ban giám khảo Dôn Huy Trần, Nam Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem Bước Nhảy Ngàn Cân 21 giờ 15 phút Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Trải qua những trận chiến giảm cân khốc liệt, ba gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện. Đây là thí sinh có những bước nhảy đẹp hơn cả người hướng dẫn mình. Tôi thích nhất là thần thái, diễn cặp mắt rất đẹp. Do cái mặt của Tiên nó đã và nó thăng hoa và nó như là một ăn tươi nước sống Sơn Lâm vậy đó. Quán quân của bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên tại Việt Nam đó là... chính là Ngọc Sơn. Xin chúc mừng. Trải qua những trận chiến giảm cân khốc liệt, ngôi vị quán quân đầu tiên đã có chủ. Bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai đã quay trở lại. Hàng ngàn thí sinh từ khắp các tỉnh thành đã tới và tìm kiếm cơ hội thay đổi bản thân để thay đổi tương lai. Chỉ những thí sinh đủ chuẩn cân nặng mới được tham gia tuyển sinh. Có cơ hội được giao lưu trực tiếp với top 3 bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên để tiếp thêm sự tự tin bước vào cuộc đấu. Thử thách với bài nhảy hoàn toàn mới trong thời gian 1 tiếng 30 phút. Ai là người thích nghi tốt ở vòng tiên đạo sẽ có cơ hội lọt vào vòng chung kết. Sau những màn đối đầu khốc liệt, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện. Họ là ai? Chào đón 12 thí sinh xuất sắc nhất của bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai. Phương Yến, Nga Nguyễn, Mai Trang, Ngân An, Tố Tố, Thanh Hoài, Thùy Trang, Xuân Lộc, Ngọc Khánh, Lộc Vượng, Thái Sơn và cuối cùng là Văn Thao. Một lần nữa, hãy dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón top 12 của bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off được đồng hành bởi trà thảo mộc Dr. Thành. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiết mục mở đầu rất là ấn tượng, dễ thương và đầy trọng lượng của 12 thí sinh xuất sắc nhất của bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai. Một lần nữa dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón cả 12 thí sinh thưa quý vị.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là một chương trình mà khi quý vị đến đấy, chúng ta sẽ thấy được những người có cân nặng thật sự rất là đáng kể, nhưng họ yêu thích nhảy múa, họ thích được giảm cân một cách an toàn. Và khi họ đến với chương trình, cơ hội may mắn là họ sẽ có thể gặp gỡ được những võ công hàng đầu Việt Nam để có thể cùng kết hợp biểu diễn những bài nhảy để thỏa niềm đam mê nhảy múa của mình. Bên cạnh đó sẽ có những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng, về thể hình sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất và chính xác nhất để họ có thể có một chế độ ăn uống hợp lý và cách giảm cân an toàn, hiệu quả mà khoa học. Và đặc biệt, cơ hội may mắn nhất khi họ có thể tiếp cận được giải thưởng quán quân với trị giá 500 triệu đồng. Và thưa quý vị, chương trình nào cũng vậy, sẽ có một thành phần mà chúng ta không thể không giới thiệu, những người cầm cân, nảy mực. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy hướng mắt về vật thể long lanh, lấp lánh, lòe loẹt nhất của trường quay ngày hôm nay. Quả cầu quyền lực với ba gương mặt bí ẩn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ban giám khảo. Xin giới thiệu những người sẽ đồng hành với các thí sinh qua các tuần: giám khảo chuyên môn Đàm Vĩnh Hưng, giám khảo chuyên môn biên đạo John Huy Trần, và giám khảo khách mời của tuần này, thưa quý vị, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ có vài chia sẻ đối với nhau. Anh Hưng, vâng, anh vẫn đẹp trai như năm nào. Sau một cái mùa đầu tiên tham gia làm giám khảo cho chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, thì các bạn thấy là anh Hưng của chúng ta cũng đã giảm cân thành công. Bằng chứng là hôm nay anh rất là đẹp trai, tươi mới, V-Line ha. Với cái sự xuất hiện mở đầu của 12 thí sinh, anh đã thấy được cái sự tươi mới, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ. Anh cho biết về ý nghĩ của anh ngày hôm nay. Thật ra thì tôi không thể nào quên được cái cảm giác của mùa đầu tiên. Đêm chung kết đó cũng có Trấn Thành dẫn chương trình cùng. Và là cũng nhìn thấy được cái ánh mắt hạnh phúc của người quán quân. Và hôm nay tôi nhìn thấy 12 nụ cười mà hai gương mặt rất sẵn sàng cho cuộc chơi này. Các bạn đã mang trong mình một cái niềm hãnh diện rất là lớn khi vượt qua rất nhiều thí sinh khác để vào được chung cuộc 12 người. Quan trọng nhất là tìm được chính mình, một bản thân đã được đánh mất từ lâu. Và để phấn đấu được như giám khảo khách mời, các thí sinh phải trải qua như thế nào đó? Hồi lâu lắm, rất lâu. Thứ nhất là Hà Hồ là được trời cho cái vóc dáng và cái sắc đẹp nó có từ... không lâu lắm rồi. Không, dạ, không vâng. Anh, em thấy là hôm nay em ngồi đến sai. Không đâu em mới là mục tiêu để cho mọi người giảm cân đấy chứ. Nếu mà Hà đã nói như vậy, Thành cũng xin hỏi Hà luôn là có bao giờ mà Hà, cái thời gọi là ăn được á, có bao giờ là Hà phải lo lắng về vấn đề cân nặng chưa? Hà đang thấy Hà hơi bị ngược đời. Nghĩa là khi mà Hà bước chân vào showbiz này, nghề đầu tiên Hà làm đấy chính là người mẫu, thì lúc đấy lại tròn và bị thừa cân so với người mẫu. Sau đấy chuyển sang ca hát thì lại gầy đi, thiếu cân so với ca sĩ. Và khi mà mình bắt đầu gầy được rồi thì mình lại phải tiếp tục giữ được cái cân nặng này càng lâu càng tốt. Cho nên Hà nghĩ rằng là các bạn đang muốn hướng tới giảm cân để có một hình ảnh hoàn hảo hơn và có những bước nhảy quyến rũ mọi người hơn. Nghĩa là tất cả chúng ta đều đang tìm đến những cái sự hoàn hảo, và chỉ có tập luyện thì mới mang đến sự hoàn hảo. Chắc chắn là như vậy. Và ngày hôm nay Hồng Hà hãy cố gắng trở thành một người bạn của các bạn ấy. Còn John Huy Trần, John nghĩ như thế nào về cái lực lượng thí sinh năm nay? Chắc là John cũng biết một tí về khả năng của các bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tuần trước thì John được gặp mấy bạn thí sinh và mình có xem một chút cái khả năng của các bạn. Gần 12 bạn biết nhảy rồi. Wow. Dạ. Thì hình như là sau cái thành công của mùa 1 đó, nhiều bạn đi tập nhảy múa để chuẩn bị cho mùa 2 đó. Cảm ơn John. Và Thành xin được chia sẻ một tí về thể lệ của cuộc thi năm nay. Các bạn sẽ bắt cặp với 12 ngôi sao về nhảy múa hàng đầu tại Việt Nam. Và họ sẽ biểu diễn theo cặp. Và sau mỗi một tiết mục thì ban giám khảo sẽ cho ra điểm số. Và điểm số trung bình của ba vị giám khảo sẽ là một phần trong tổng điểm số mà các bạn ấy nhận được. Sau đó các bạn ấy lên cân. Và số lượng cân giảm được trong tuần so với lại trọng lượng ban đầu khi các bạn ấy đăng ký tham gia chương trình sẽ là một số điểm còn lại với tổng điểm mà các bạn ấy nhận được. Và dĩ nhiên là ở tuần lễ đầu tiên thì chúng ta sẽ không có sự loại trừ, mà ba bạn nhận được tổng điểm cao nhất của chương trình tuần 1 sẽ có được mỗi bạn một điểm cộng ở chương trình tuần sau. Thôi mà là đối tác của bạn ấy là tôi phải mời bạn đi ăn riêng. Em đi xong đi. À, đợi em đi xong phải không? Cái bữa ăn đó thì ai sẽ là người trả tiền? Nhà em. Em phải không? Ai lại làm thế? Thế giới để anh lo. Em cứ đứng yên đó, ok. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.